Em xin cảm ơn những ánh đèn lát của tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Dạ, ở xa xa kia em thấy nha. Dạ, em thấy mọi người ạ. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hello. Hello ạ. Sao cảm tiên. Ôi trời ơi, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều. Hay quá. Ôi trời ơi, rất nhiều. Ghế em đâu? Em không có ghế hả? Hả? Bé nói gì chị? Chị hát bài nào em cũng thích hả? Hay là chị hát lại từ đầu? Hả? À, chị hát bài nào cũng hay hả? Trời ơi, chị cảm ơn em nhiều nha. À, đúng không? Sao cái mặt em nó đơ đơ vậy? Chị dịch đúng không? Chết rồi, để chị tụt xuống. Gì vậy? Thịt heo xeo hả? Hết hồn vậy? Hello. Không cần phải cho chị 5.000 đâu. Chị không cần. À, hello. Ê, đừng em. Thấy không, xúc sổ đổ tháo thấy không? Từ từ thôi. Đè ta lộn cổ của bà. Mà xó ghi người ta chưa? Hello mấy em, cảm ơn mấy em. Trời ơi, fan em lớn không mấy chị? Fan em nó lớn đi điều mà biết hết trơn luôn á. Ờ, chị cảm ơn em. Hả? Ờ. Chị đi nhà em. Rồi, rồi trật tự có tới đang trò chuyện. Xong chưa? Ừ, chị thấy rồi, bắn tim em. Ôi, chị cảm ơn em. Sao bé, em nói gì? Em nói nãy em nói gì? Em nói chị sao? Hồi nãy em nói là chị hát bài nào cũng hay hết trơn á. Trời ơi, hay quá, chị cảm ơn em. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi hoài đi tới sáng đi. Tới sáng luôn. Nha. Hả? Trời ơi, bà ăn cơm ngày nào mẹ bà cũng nấu, bà kêu tôi về bà nuôi. Bà mới khai giảng, bà nhập học xong, bà về bà đòi nuôi tôi. Thiệt không? Ai nuôi? Phụ huynh nuôi tôi hay mấy bà nuôi tôi? Quá mệt mỏi rồi. Quá trời mệt mỏi.